bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Sấy tóc bằng khí lạnh có thật sự tốt? Sấy tóc lạnh giúp giữ được độ ẩm cho tóc, không gây tổn hại đến tóc vì không sử dụng nhiệt nhiều như sấy nóng. Thay vì sấy tóc ở chế độ nóng, các nhà tạo mẫu tóc thường khuyên chị em nên sấy tóc ở chế độ mát, tức máy sấy thổi ra luồng khí lạnh nhờ hệ thống tạo nhiệt không hoạt động. Điều này giúp bảo vệ tóc, tránh tình trạng xơ, cứng và làm mất độ ẩm của tóc, giúp tóc được vào nếp, bồng bềnh hơn. Máy sấy lạnh vẫn đảm bảo các chức năng như máy sấy thông thường với chế độ nóng kết hợp nhiệt và gió giúp tóc nhanh khô hơn. Khi sử dụng chế độ sấy lạnh, tóc cùng các lỗ chân lông trên da đầu sẽ giữ ẩm tốt, tránh việc giãn nở do tiếp xúc với nhiệt, đồng thời ngăn chặn sự xâm nhập của bụi bẩn bên ngoài. Dưới đây là những lợi ích của việc sấy tóc lạnh mà bạn nên biết. Thứ nhất, giảm hư tổn. Ưu điểm đáng chú ý của việc sấy tóc bằng không khí lạnh là tóc sẽ không bị hư hại do nhiệt. Theo nghiên cứu, việc sử dụng máy sấy tóc thường xuyên có thể dẫn đến hư tổn tóc, bao gồm các vấn đề như thô ráp, khô và thậm chí làm phai màu tóc. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nhiệt độ cao hơn từ máy sấy tóc khiến bề mặt tóc bị tổn thương, khiến tóc trở nên cứng hơn và kém mềm mượt. 2. Tăng cường độ bóng cho tóc. Các chuyên gia cho rằng không khí lạnh có khả năng làm kín lớp biểu bì của tóc, không chỉ mang lại những sợi tóc mềm mượt mà còn hoạt động như một cơ chế bảo vệ tự nhiên, giúp giữ độ ẩm cho tóc bóng mượt, chắc khỏe hơn. 3. Bảo vệ màu tóc. Sấy tóc bằng không khí nóng thường làm phai màu tóc. Nếu bạn có màu tóc rực rỡ, sấy khô bằng không khí lạnh sẽ là lựa chọn tối ưu, giúp bạn duy trì màu sắc của tóc, đảm bảo màu tóc không bị phai sớm. Lưu ý khi sấy tóc bằng khí lạnh đó là luôn sử dụng xịt dưỡng tóc bảo vệ nhiệt, ngay cả khi sấy bằng khí lạnh. Nhẹ nhàng lau khô tóc bằng khăn vải trước khi bắt đầu quá trình sấy tóc, chú ý sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm cho tóc. Ngoài ra, các chuyên gia còn mách nước, vòi phun là một bộ phận của máy sấy mà nhiều người không sử dụng đến. Chiếc ống này có vai trò hạn chế dòng không khí nóng và điều chỉnh lượng không khí thổi ra cho hợp lý. Nó cũng giúp tóc bạn không bị vướng vào máy sấy. Nếu chiếc máy sấy của bạn mua từ đầu đã không có thiết bị này, điều đó có nghĩa nó không phải là một chiếc máy có chất lượng tốt. Bạn cũng không nên sấy tóc khi tóc còn quá ướt. Lúc này, cố gắng sấy tóc chỉ khiến cho tóc trở nên rối hơn. Bạn chỉ nên sấy khi tóc đã khô khoảng 70%. Nếu không được sấy khô hoàn toàn, tóc bạn sẽ rối tung, chẳng khác nào một tổ chim. Hơi ẩm còn sót lại trong tóc khiến tóc trở nên xoăn lại. Ngược lại, mái tóc khô hoàn toàn sẽ tạo cảm giác nhẹ nhàng và ống ả. Bạn không nên sử dụng lược bằng kim loại hoặc nhựa trong khi sấy tóc, vì chúng có xu hướng nhanh nóng và có thể làm cháy tóc của bạn. Thay vào đó, hãy sử dụng bàn chải lông heo, nó mềm hơn và không bị nóng quá sớm.